Ngày 26 tháng 8 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Trần Quốc Tuấn ký ban hành quyết định số 1163 trên quy đề UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế một phần phường Châu Phú B để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Địa điểm: toàn bộ hẻm 304, khóm Châu Long Tư, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, gồm 44 hộ và 145 nhân khẩu. Mục đích: khoanh vùng, cách ly y tế địa điểm trên, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thời gian áp dụng: kể từ 16 giờ ngày 26 tháng 8 2021 đến 16 giờ ngày 9 tháng 9 2021. Tùy tình hình thực tế, nếu phát sinh mới trường hợp mắc bệnh, sẽ gia hạn thêm thời gian thiết lập vùng cách ly y tế.